Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, công tác tìm kiếm cứu hộ sau động đất đang dần kết thúc để bắt đầu tái thiết sau thảm họa. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là có 430.000 người đã được di dời đến nơi an toàn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng hoàn tất việc đánh giá thiệt hại của hơn 830.000 ngôi nhà trong động đất. Riêng tại thành phố Antakya thì động đất đã phá hủy khoảng 80% các tòa nhà. Những người bị ảnh hưởng đã được cung cấp lều trại và nơi trú ẩn tạm thời được chuyển đổi từ các container. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn nhìn chung sẽ dừng lại vào tối Chủ nhật, ngoại trừ hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất là Karamaharas và Hatay. Đoàn cứu nạn quốc tế của Bộ Công an cũng vừa trở về nước ngày hôm qua, kết thúc nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, không chỉ những góp phần cứu nạn cứu hộ, trợ giúp thuốc men, trang thiết bị y tế, mà đoàn công tác cũng nhận được rất nhiều tình cảm của chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là cộng đồng quốc tế. Hơn một tuần làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hơn 22 tiếng di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ về tới Hà Nội, nhiều cán bộ chiến sĩ không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Thế nhưng, trên hết vẫn là vinh dự được góp một phần nhỏ bé cho người dân và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ chịu quá nhiều thiệt hại, đau thương sau trận động đất cướp đi sinh mạng của hơn 45.000 người. Người ta cũng rất là kiên cường trong cái thảm họa này. Thì không vì cái thảm họa này mà người ta xảy ra các cái ví dụ như là tệ nạn xã hội như trộm cắp. Đây là hình ảnh được ghi lại trước khi đoàn về nước nửa ngày tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi chờ lên máy bay, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ công an Việt Nam đã vào một nhà hàng để mua đồ ăn và nhận được những tràng pháo tay cảm ơn của người dân. Ngay từ mùng 6 tháng 2, khi trận động đất xảy ra, chúng tôi đã nhận được thông tin từ chính phủ, Bộ Công an Việt Nam muốn trợ giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Dù tình trạng khu vực xảy ra động đất đang gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi rất biết ơn các bạn về sự giúp đỡ này. Đấy là một cái hình ảnh của Việt Nam rất là đẹp và thể hiện đúng các cái vai trò trách nhiệm của Việt Nam và thể hiện cái tinh thần khí phách Việt Nam và cái chia sẻ cộng đồng trách nhiệm đối với nhân dân ở vùng gặp nạn. Nỗ lực của các chiến sĩ đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng bền chặt, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển. Thông tin mới nhất về hoạt động tham gia hỗ trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn, quân đội nhân dân Việt Nam. Các cán bộ chiến sĩ đã giúp phía bạn xác định được 14 vị trí có nạn nhân, trong đó có 2 địa điểm có dấu hiệu của sự sống. Đoàn đang tiếp tục tìm kiếm nhiều địa điểm ở khu vực xã Kebrai thuộc Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay, theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương. Đoàn cũng đã trao tặng 1 tấn lương khô cùng các vật tư y tế cho chính quyền tỉnh Hatay phục vụ công tác khắc phục hậu quả do thảm họa động đất.